không hoạt động trong giới giải trí, Yến Xuân vẫn là cái tên được dân mạng chú ý khi sở hữu ngoại hình thu hút và nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên thủ môn Đặng Văn Lâm. Ngoài sở hữu gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng, Yến Xuân còn khiến cộng đồng mạng nể phục với hành trình nỗ lực giảm cân và quyết tâm lấy lại sự tự tin đã đánh mất. Sau 5 năm, bạn gái tin đồn của thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với sự thay đổi rõ nét về ngoại hình, ngày càng trưởng thành, nữ tính và gợi cảm hơn trước. Yến Xuân, tên thật Bùi Thị Yến Xuân, SN 1991, thành phố Hồ Chí Minh, được biết đến với vai trò là huấn luyện viên thể hình, hoạt động và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cô còn là bạn gái tin đồn của thủ môn Đặng Văn Lâm. Thậm chí, Yến Xuân còn có mối quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình nam thủ môn nổi tiếng. Dù không lên tiếng công khai mối quan hệ tình cảm, cặp đôi vẫn để lộ những hành động khiến cộng đồng mạng không khỏi chú ý. Trước khi có được vóc dáng mảnh mai, săn chắc, Yến Xuân từng là cô nàng mũm mĩm và thiếu tự tin. Vượt qua những lời miệt thị về ngoại hình, cô quyết tâm thay đổi bản thân, tìm hiểu các phương pháp tập luyện khoa học để giảm cân hiệu quả. Hiện tại, Yến Xuân sở hữu thân hình thon gọn, quyến rũ. Cô tự tin diện những mẫu áo tắm nóng bỏng, khoe trọn đường cong cơ thể. Sở hữu chiều cao 1,64m nhưng với vóc dáng cân đối, Yến Xuân không bị lép vế khi đứng cạnh nhiều người. Để duy trì vóc dáng săn chắc, Yến Xuân chăm chỉ tập luyện tại phòng thể hình, đạp xe, chơi thể thao đều đặn mỗi ngày. Ngoài ra, cô còn kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả và hạn chế đồ ngọt. Ngoài đời, Yến Xuân không đi theo hướng ăn mặc quá cầu kỳ, sang chảnh. Người đẹp chủ yếu diện trang phục theo phong cách thể thao, năng động và phù hợp với tính chất công việc của huấn luyện viên thể hình. Là người sống khép kín, Yến Xuân ít khi đi sự kiện đông người hay thể hiện bản thân quá nhiều trên mạng xã hội. Người đẹp tập trung vào phát triển sự nghiệp và tích cực chia sẻ, truyền cảm hứng sống lành mạnh cho mọi người xung quanh.